Tôi nhìn thấy những dòng chữ ấy vào ngày cuối cùng được học với Cát. Lúc đó, cả lớp đã chạy hết xuống sân chuẩn bị chụp ảnh cuối năm. Tôi đi sau cùng để còn tắt điện. Có vẻ như là mọi người vội vã quá nên là cặp đứa nào đứa nấy đều rơi hết xuống đất. Tôi đành phải bấm bụng nhặt từng cái cặp của từng đứa một lên. Cặp của Cát cũng bị rơi. Tôi thấy bay ra một tờ giấy nhỏ ghi những dòng chữ mà chưa bao giờ tôi nghĩ Cát cất giữ một mình. Tiếng lũ bạn ý ới gọi từ dưới sân trường kéo lên làm tôi luống cuống, bỏ luôn tờ giấy vào túi mình và chạy xuống. Cát đã đứng ngay ngắn vào hàng để chụp ảnh. Cái sáng cao lớn ấy, nổi bật đó khiến cho tôi không thể nào cúi gằm mặt xuống, bởi cậu ấy nhất định sẽ nhìn rất rõ những cái cử chỉ kỳ lạ của tôi. Bình thường thì lũ bạn danh mãnh hay cố tình sắp xếp cho tôi đứng cạnh gần Cát, nhưng lần này tôi quyết định không đứng ở đó nữa, đi ra một vị trí đủ để Cát không nhìn thấy mặt tôi. Ngày cuối rồi, ai cũng muốn chụp ảnh với Cát. Chỉ có tôi, đứa con gái ngồi cạnh Cát bao nhiêu lâu nay, đã cố tình tránh mặt. Dương, không thích chụp ảnh với tớ à? Không quá khó để Cát nhận ra cái biểu cảm khó hiểu của tôi sau khi chụp ảnh chung với lớp. Tôi vẫn ngoảnh đi không nhìn, miệng lắp bắp. Hôm nay tớ mệt, trông xấu, thôi mọi người cứ chụp đi. Xấu đâu, đi ra đây đi, ngày cuối rồi mà. Thôi mà, tớ không chụp đâu. Giọng tôi có vẻ trầm lắng xuống. Cát thôi không bắt tôi ra nữa, quay đi chụp riêng với bọn bạn thân. Nhưng tôi để ý mấy thằng bạn thân của Cát đều cười và làm trò rất tươi, chỉ có Cát là ỉu xìu xiu, làm cái mặt nghiêm túc khiến phó nhảy cũng phải uể oải. Chẳng lẽ vì đó không có tôi? Từ lúc nào mà tôi ảo tưởng mình trở nên quan trọng với Cát như vậy? Mà cũng có thể đúng như thế, bởi ngày cuối cùng ai cũng quan trọng, hoặc ít ra Cát là người rất quan trọng đối với tôi. Ngày cuối, hai chữ ấy chưa bao giờ khiến tôi thôi nghẹn ngào. Không phải là ngày cuối cấp, bởi còn một năm nữa chúng tôi mới hết cấp, nhưng Cát lại không thể ở cùng chúng tôi trong suốt năm học còn lại. Tên của Cát là Cát Dương, cùng tên với tôi. Lớp chỉ có hai đứa tên là Dương, nhưng tên của cậu con trai kia quá ấn tượng bởi chữ Cát, nên từ bao giờ lũ bạn tôi lược bỏ luôn chữ Dương đi, còn tôi vẫn được gọi là Dương như bình thường, dẫu sao tôi không muốn biến cái tên của mình thành một cái tên khác. Còn Cát thì không phản đối gì với cái tên mới cả. Chúng tôi muốn gọi thế nào thì gọi, chỉ cần biết tên thật của cậu ấy vẫn là Dương. Chúng tôi trùng tên, trùng chỗ, đi đâu cũng có nhau. Ngay cả khi đi thi, chia phòng, rất ít khi bị chia rẽ ra. Bọn bạn suốt ngày kêu tôi là đứa số đỏ nhất trên đời khi được ngồi cạnh một người tốt bụng lại còn học giỏi như Cát. Thật ra đã ngồi cạnh như mọi ấn tượng tốt đẹp đều bị lột đi cả. Tôi thấy Cát là một đứa rất là nguy hiểm, gọi là nguy hiểm ngầm ấy. Lúc thì im lặng, lúc thì nói nhiều như bà Tám, lúc thì hiền lành, lúc thì khùng khùng dở hơi. Nhưng được cái ông này có tướng học giỏi thật luôn á. Không phải là học giỏi theo kiểu mọt sách, Cát rất là thông minh và năng động, luôn chủ động tìm tòi, cảm hứng với thất tần tật các môn học. Có lẽ bởi như vậy mà cậu ấy muốn đến một bầu trời khác, không chỉ có nơi này. Nghe tin Cát được học bổng và sẽ đi du học, tôi đã rơi vào những ngày khủng hoảng. Không cần tôi thú nhận thì chúng bạn nó cũng biết Cát là một người đặc biệt đối với tôi. Đừng gọi đó là thích hay là yêu, tôi chẳng thích gọi những cảm xúc riêng của mình bằng một cái tên chung nào cả. Bạn bè an ủi tôi, nhưng Cát thì chẳng hay. Cát vẫn nói chuyện với tôi về thi cử, về bài vở, gia đình và bạn bè, cứ như vẫn chẳng có cái tin đi xa nào cả. Chẳng lẽ sắp đi mà Cát không còn chút vấn vương nào với tôi hay sao? Ngày nào tôi cũng tự hỏi với mình câu đó, nhưng có một cái gì đó ngăn cản tôi không được hỏi Cát. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh luôn đấy. Có lẽ đối với tôi, Cát quan trọng, nhưng ngược lại thì không. Cứ cười vui vẻ để người ta yên tâm đi theo ước mơ của mình. Và thực sự thì tôi rất là sợ cái thời gian này luôn ấy. Sợ nghĩ đến ngày người ta ra đi. Tôi nhanh chóng rời trường sau khi trống tan, đi lẳng lặng để Cát không biết. Tôi ra biển, trường ở gần biển cũng có cái hay của nó. Biển vắng ngắt, may trời không nắng to, chứ tôi cũng chẳng sở hơi đâu mà đi ra biển giữa trời trưa làm gì. Gần như không một bóng người, đứng ở một cái nơi rộng lớn. Đứng ở một cái nơi quá rộng lớn bao giờ cũng khiến người ta có cảm giác rất là lạc lõng. Tuy vậy thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái,
đôi khi cần ở một mình để bình tĩnh lại, suy nghĩ lại những cái chuyện không hay. Vài lớp sóng nhẹ lướt qua trên chân tôi, má sượi. Nhưng rồi ngay sau đó, có một cơn gió to lao đến bắn ướt hết cả nửa người. Tôi nhớ một ngày cùng bạn bè, có cả cast ra biển chơi. Chúng tôi lôi nhau ra sóng dìm, nghe ghê quá, nên tôi phải chạy lên bần bờ. Chắc mẩn chỗ này sóng nhẹ, chẳng ai dìm được ai. Nhưng cát đứng đó cười phá lên và bảo kiểu gì tôi cũng bị sóng đánh cho coi. Đúng thật, vài đợt nhẹ lại có một đợt mạnh, tôi vẫn phải về nhà trong tình trạng ướt như chuột hôm đó. Đến giờ vẫn ưng ức, chẳng có cái gì là nhẹ nhàng cả. Mặt đần ra, sóng lại đánh cho bây giờ. Tôi kinh ngạc quay lại, sao cát biết tôi ở đây chứ? Cậu bước tới kéo tôi vào gần bờ hơn, nhưng tôi giật ra, đứng lì ở đó. Cát khá ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng bướng thế, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu mà còn đẩy tôi một cái khiến tôi suýt té. Sao lại tránh tớ? Giận à? Không, tôi đáp thờ ơ. Giỏi gì thì giỏi, nhưng mà khoản giấu cảm xúc thì dở lắm. Giận gì nói ra xem nào. Đi rồi thì ở đó mà tự kỷ. Sao cứ phải nhắc đến từ đi mới chịu được à? Tôi cáu thật sự. Cát nhanh chóng im bặt. Lúc này tôi ghét điều ấy vô cùng. Ghét nhắc đến sự ra đi, bất luận là đi rồi về hay là đi mãi mãi. Tôi biết có những điều đã đi rồi thì chẳng thể quay lại được. Đã phải cố gắng rất là nhiều, không nghĩ đến để thôi đau lòng, mà sao cứ khơi lên vậy? Tôi cố mặt xuống, mệt mỏi không muốn nói gì, nhưng Cát đã lên tiếng trước. Vậy Dương có đợi tớ không? Không. Lần này thì Cát quay ra nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng. Tôi nói tiếp, không hiểu sao giọng cứ nghẹn nghẹn lại. Tớ đã từng rất muốn đợi cậu. Nhiều lần tớ muốn nói với cậu là tớ đợi cậu cả đời cũng được. Tớ không muốn cậu đi, càng không muốn rời xa cậu giữa chừng. Nhưng đợi thì có được gì đâu, khi mà cậu có quá nhiều thứ để theo đuổi. Ai biết mấy năm nữa cậu còn nhớ tớ là ai không chứ? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Hà Cát, cậu coi tớ là gì? Là gì để cậu có thể nhớ mãi? Hay tớ chỉ là một đứa viết tặng cậu một bài thơ, cậu cất đi rồi cậu vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra, sắp đi mà không có một lời nào với tớ ngoài việc bảo chụp vài kiểu ảnh. Tớ không thích điều ấy. Cậu chẳng bao giờ hiểu đâu. Tôi lôi tờ giấy đặt vào tay Cát. Cậu nắm chặt lấy tờ giấy, không nghĩ tôi lại nhặt được. Đó là những dòng thơ tôi viết tặng Cát khi biết cậu sắp đi du học. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại viết ra chúng nữa. Ở một khía cạnh nào đó thì nó quá là xến xúa và có thể khiến người ta không thích. Nhưng tôi biết không có chuyện Cát không thích. Nếu có thì đã trả lại tôi, nhưng Cát vẫn giữ nó. Tôi từng nghĩ có một sự thay đổi khác đi giữa mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên chẳng có gì. Tôi ổn, Cát vẫn ổn, mọi thứ vẫn như cũ. Khi mà Cát phải dỗ hết đứa này đến đứa nọ không cho Cát đi, thì tôi vẫn không nhận được một lời nào, ngoài những câu chuyện phiếm nghe nhiều thành tẻ nhạt. Hay là vì tôi chẳng dám khóc lóc, chẳng dám níu kéo như bọn bạn tôi. Không phải Dương, không phải là vì tớ. Lúc này Cát lên tiếng. Vậy tại sao? Tớ không muốn Dương buồn vì cậu đặc biệt hơn những người khác. Tớ có thể nhìn họ buồn, nhưng không thể nhìn cậu buồn. Có lẽ là tớ sợ sẽ phải nhớ cậu. Cậu có thể khiến tớ không thể đi đâu cũng được, nhưng không thể làm gì được. Tớ quen có cậu rồi. Lần này tớ im lặng. Tớ chỉ muốn cả hai đều ổn. Cậu cũng có tương lai của riêng cậu mà. Có lẽ Cát muốn nói nhiều hơn, nhưng có nói thêm thì mọi thứ chẳng thay đổi được. Cậu ấy vẫn sẽ đi và tôi vẫn ở lại với những ký ức đẹp và đau đớn. Tuy vậy cậu ấy nói đúng, tôi cũng có tương lai của riêng mình. Dù hiện tại tôi không biết nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ có những gì và nó sẽ thay đổi ra sao, quá sớm để hình dung tất cả. Làm khi tôi sợ đứng giữa ngưỡng cửa của tuổi thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành. Cái giây phút mà tình cảm tuổi trẻ ra sao, dễ thương, dễ mến, dễ yêu nhất, mà vậy phải xoay sở nghĩ đến tương lai để không bị rơi vào hai từ dại khờ. Rồi mai này mọi thứ có còn như hôm nay nữa không? Chẳng có biết tới bao giờ. Có còn nhớ đến một người hay là thương một người, biết đau đớn vì sự ra đi của người ta như hiện tại nữa hay không? Một đợt sóng mạnh vỗ vào chân tôi, rồi nhanh chóng quay lại biển, kéo theo lớp cát dưới chân, khiến cho tôi có cảm giác bị lún xuống. Tự dưng tôi cười đắng ngắt. Tôi nhớ những bài hát
hay là mấy câu thơ tình người ta hay viết về hình ảnh biển cứ ra đi mãi mãi ngoài đại dương, còn cát chỉ ở lại bến bờ chờ đợi. Tôi thấy cát chẳng đứng yên đợi ai đâu, cát cũng đi theo sóng, từng hạt, chẳng biết là hạt nào quay trở lại, hạt nào ra đi mãi mãi. Cát gắn chặt với đại dương, còn tên tôi là Dương, tên cậu ấy là Cát Dương. Có lẽ tôi bị nhạy cảm, cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập nhé. Cát choàng tay ôm vai tôi mỉm cười. Giờ tôi mới nhận ra cách cậu ấy cười với tôi. Đối với tôi, cậu ấy như thế nào thì đối với cậu ấy tôi cũng thế. Trở thành người quan trọng trong lòng một ai đó không phải là dễ dàng. Cho dù người ta rồi cũng sẽ chỉ là quá khứ. Quá khứ là duy nhất, không thay đổi. Không bao giờ quên cậu, bạn ạ, hứa. Tôi chẳng biết lời hứa sẽ ra sao khi ngày mai tương lai rồi sẽ khác. Người ra đi, nụ cười tôi đắng ngắt, dẫn theo người mà tìm thấy đớn đau. Một lần cuối xin hãy khoác vai nhau, hẹn ngày sau nếu một ngày gặp lại. Vẫn sẽ chào, sẽ cười và sẽ nhớ, dù kỷ niệm đã vỡ thành xa xôi. Con đường này cũng chỉ đến thế thôi, thời gian trôi đã cùng nhau sánh bước. Dù thế nào vẫn phải nhìn phía trước, ngược lối về, ngược chiều nhớ chiều thương. Đã từng nhớ, từng thương và từng khóc, cho tháng ngày đã mãi mãi rời xa.